Là main dancer của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink, cô nàng Lisa đã khiến rất nhiều fan đổ gục bởi thần thái chanh xả cùng tài năng được công nhận rộng rãi. Không chỉ vậy, nữ thần tượng còn chiếm trọn cảm tình của Blackpink với sự đáng yêu đúng chất mắt nay của mình. Nhưng ẩn sâu bên trong cô nàng chính là một khía cạnh được ít người chú ý hơn, đó chính là một trái tim luôn suy nghĩ cho người khác. Ngày hôm nay hãy cùng N2T K-pop khám phá xem Lisa khiêm tốn và tốt bụng như thế nào nha! 1. Xin lỗi tiền bối. Tại lễ trao giải MMA năm 2018, các cô nàng Blackpink đã cống hiến cho fan một sân khấu đầy mãn nhãn. Nhưng không chỉ vậy, câu chuyện khi các cô gái đã đi xuống sân khấu cũng khiến nhiều người hâm mộ quan tâm không kém. Cụ thể, khi vừa ngồi xuống để chỉnh trang phần phụ kiện được đính trên áo, mắt nay của nhóm đã cử động tay một chút. Trong lúc đó, cô nàng đã vô tình chạm nhẹ vào tay của Bang Yeo đang ngồi bên cạnh, là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám BTOB. Khi nhận ra điều này, Lisa đã vội vã gửi lời xin lỗi tới tiền bối. Thậm chí, cô nàng còn chắp hai tay lại với vẻ đầy thành tâm. Thấy vậy, nam rapper đã nhẹ nhàng ra dấu không sao và còn cúi đầu chờ lại nữ thần tượng. Điều này để cho chúng ta thấy Lisa tinh tế và luôn coi trọng các nghệ sĩ tiền bối như thế nào. 2. Luôn động viên hậu bối. Trong video giới thiệu các thành viên của nhóm nhạc Baby Monster, các fan đã không thể kiềm chế sự háo hức khi thấy hai cô nàng Farita và Chiquita đã gặp gỡ tiền bối và cũng là đồng hương Thái Lan của mình, Lisa. Trong bữa ăn, các thành viên nhóm đã hồi hộp xin nhận xét của main dancer nhà hát Hường về những video tập nhảy của mình. Sau đó, giọng ca La Lisa đã không thể ngừng cảm thán trước khả năng nhảy trên giày cao gót của các cô gái, dù còn nhỏ tuổi như vậy. Cô nàng còn hiểu rằng vì thời gian thực tập còn ngắn, nên Farita và đặc biệt là Chiquita sẽ cảm thấy ngại ngùng và thiếu sự tự tin vào bản thân. Chính vì vậy, nữ rapper đã gửi lời cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho các hậu bối của mình. Trong suốt bữa ăn, Lisa còn liên tục quan tâm tới hai cô nàng giống như một người mẹ đích thực vậy. Chắc hẳn những lời động viên của giọng ca Money đã giúp Farita và Chiquita có thêm sức mạnh cho màn ra mắt bùng nổ của mình hơn. 3. Đảm bảo an toàn. Trong một lần biểu diễn của mình, các cô nàng nhà hát Hường đã sử dụng một sân khấu đặc biệt được nâng lên. Thấy được sự nguy hiểm tiềm tàng, em út Lisa đã đặc biệt để tâm tới vấn đề an toàn của các thành viên. Trong khi vẫn thể hiện một thần thái đầy chanh xả, cô nàng đã tự tay cài lại xích an toàn cho phần sân khấu này. Ngay sau đó, một nhân viên phụ trách đã kịp thời đến để giúp nữ thần tượng đóng lại phần chốt cài này. Điều đáng nói ở đây là main dancer nhà hát Hường còn cẩn thận xem staff thao tác cho tới khi chắc chắn sân khấu đã an toàn rồi, cô nàng mới quay lại và chào khán giả với thần thái không thể xì quạt hơn. Quả là không quá khi nói rằng bên cạnh phong thái chuyên nghiệp trên sân khấu, nữ thần tượng lại vô cùng tinh tế trong cách quan tâm tới các cô chị của mình. 4. Giúp đỡ nhân viên. Tại lễ trao giải âm nhạc Melon năm 2016, trong một khoảnh khắc khi các thần tượng đang ngồi chú tâm tới sân khấu, thì ở phía sau, cô nàng Lisa đã chú ý tới một chiếc chậu cây đã bị rơi xuống đất. Không hề ngần ngại, cô nàng đã tiến tới chỗ chậu cây này và nhanh chóng dựng lại món đồ trang trí này lên. Thậm chí, cô nàng còn cẩn thận nhìn lại xem chậu cây đã được dựng lên đủ thẩm mỹ hay chưa. Sau khi đã hài lòng, nữ rapper mới yên tâm quay lại ghế cùng với các thành viên của mình. Lúc này, một nhân viên hỗ trợ ở phía trước đã hướng về phía Lisa và thể hiện sự cảm kích. Và khi đó, nữ thần tượng đã ra dấu không có việc gì lớn cả. Tình cảm chân thành của cô nàng chắc chắn đã khiến không chỉ staff ở đó, mà cả coupling cũng đã đổ rần rần trước cô nàng. 5. Luôn tôn trọng các nghệ sĩ khác. Tại lễ trao giải GMA vào năm 2019, khi chương trình đã đi đến hồi kết, các nghệ sĩ đã cùng nhau lên sân khấu và chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Sau đó, các cô nàng Blackpink và Red Velvet đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ và sánh vai đứng ở phía trên. Tuy nhiên, riêng mắt nay nhà hát Hường, mặc dù vẫn cùng các chị tận hưởng những khoảnh khắc này, lại thầm lùi xuống đứng ở phía sau. Tới lúc cùng nhau chụp ảnh, cô nàng main dancer vẫn chú ý tới những idol đứng xung quanh để đảm bảo không che phải bất kỳ ai. Ngay sau khi đứng dậy, cô nàng lại chào các idol tiền bối và hậu bối xung quanh đầy tôn trọng. Chắc chắn sự tinh tế của Lisa đã khiến nhiều fan không khỏi tự hào. 6. Trân trọng tình cảm các fan. Trong một lần xuất hiện tại sân bay sau khi trở về từ Paris, cô nàng Lisa đã được các Blink và cả cánh báo chí đón chào một cách nhiệt tình. Mặc dù vừa đáp cánh sau một chuyến bay dài, nhưng điều này không thể ngăn cản cô nàng đáp lại sự nhiệt tình của các fan. Không chỉ liên tục bắn tim, nữ thần tượng đã liên tiếp nở những nụ cười rạng ngời nhất khi nhận được những món quà từ các fan. Dưới khung cảnh đông người như vậy, dòng ca Money vẫn thể hiện tình cảm chân thành với các fan và khiến cả các Blink không có mặt ở đó cũng phải cảm động. 7. Chú ý tới những người xung quanh. Tại sân khấu buổi diễn gây quỹ từ thiện do đệ nhất phu nhân nước Pháp tổ chức, cô nàng Lisa đã đốt cháy cả khán đài với sân khấu của mình. Đến khoảnh khắc cùng chụp ảnh kỷ niệm ở cuối, nàng main dancer đã cố ý đứng ở phía ngoài sân khấu để nhường spotlight cho các nghệ sĩ khác. Vậy nhưng khi để ý thấy cô nàng, đệ nhất phu nhân đã không ngần ngại mà kéo tay giọng ca Money về phía trung tâm để cùng chụp một bức ảnh. Tới đây, khi thấy chiều cao của mình có phần nhỉnh hơn so với hai người đứng bên cạnh, nữ thần tượng đã cố tình đứng chung người xuống. Sự tinh tế của cô nàng quả nhiên là 10 điểm không có nhưng.
8. Trân trọng các vũ công. Trong video hậu trường quay MV Pink Venom, các cô nàng nhà hát Hường đã hé lộ cho fan thấy những màn vũ đạo bùng nổ của mình. Trong một cảnh quay vũ đạo điểm nhấn, ngay khi kết thúc, nàng mắt này La Lisa đã cúi đầu để gửi lời cảm ơn đến đạo diễn và cả ekip thực hiện phía sau. Không dừng lại ở đó, nữ thần tượng cũng nhận ra rằng không chỉ cả 4 thành viên mà cả các vũ công phía sau đã dốc hết năng lượng cho những thước quay mãn nhãn nhất. Sau khi chụp một bức ảnh kỷ niệm tập thể, cô nàng đã ngay lập tức quay lại, gửi một tràng pháo tay cho công sức của các dancer và một lần nữa cúi đầu để cảm ơn tất cả mọi người. Chắc hẳn sự khiêm tốn và tôn trọng của Lisa đã chiếm trọn cảm tình của tất cả những người tham gia thực hiện Pink Venom khi đó. 9. Luôn quan tâm fan. Vào năm 2017, trong một lần dạo chơi ở Thái Lan, một bạn Blink đã bắt gặp Magnella Lisa nhà hát Hường. Lúc này, cô nàng đang tận hưởng một chuyến mua sắm cùng với gia đình của mình. Vậy nhưng, khi gặp bạn fan này, không những không cảm thấy phiền, mà Lisa còn rất vui vẻ trò chuyện với cô ấy nữa. Nữ thần tượng còn liên tục lấy tay che mặt đầy ngại ngùng vô cùng đáng yêu. Và sau khi nghe những lời chia sẻ từ bạn Blink đó, cô nàng đã chắp tay lại cảm ơn đầy chân thành và còn không quên cúi chào bạn fan đó trước khi rời đi. Dù là đối với ai, nữ thần tượng cũng luôn lịch sự và khiêm nhường như vậy. 10. Khiêm tốn về khả năng ghi nhớ vũ đạo. Trong một buổi phỏng vấn với Billboard nói về màn ra mắt solo của mình, cô nàng Lisa đã có cơ hội bật mí bí mật về khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện của mình. Cũng nhân dịp này, người phỏng vấn đã cảm thán trước những động tác phức tạp của Blackpink. Dường như bản thân cô nàng đã không nhận thức được khả năng nhảy của mình như thế nào và phải hỏi lại, thật vậy sao? Cô nàng sau đó đã chia sẻ về khoảng thời gian để tập luyện thuần thục cả bài và khiến cho người phỏng vấn phải kinh ngạc và chia sẻ rằng toàn bộ quá trình này chỉ kéo dài 2-3 tiếng. Vậy nhưng trước sự trầm trồ của đại diện Billboard, giọng ca La Lisa tự nhận rằng cô nàng cũng cần thêm một đêm trước đó để thẩm thấu độ khó của vũ đạo trước khi bắt đầu ghi nhớ. Quả không hoa khi nói rằng Lisa đúng là cỗ máy nhảy mà. 11. Cho xe dừng lại để chào fan. Trong một lần ra về sau sự kiện của nhãn hàng Bulgari, Lisa đã được các Blink đón đợi ở bên ngoài và cổ vũ nồng nhiệt. Trước tình cảm của người hâm mộ, cô nàng đã không thể giấu được nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào đầy háo hức trước khi bước lên xe. Tưởng rằng lúc này nữ thần tượng sẽ về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi sau một sự kiện dài như vậy. Thế nhưng cô nàng dường như vẫn rất hiểu lòng fan. Khi đã tiến ra đường rồi, đột nhiên chiếc xe đi chậm dần và dừng lại. Thực chất, cô nàng Lisa đã nhờ tài xế nán lại để có thời gian tương tác với các fan đã đợi mình ở đó. Lúc này, nữ thần tượng hạ cửa kính xe xuống và chào các Blink đầy hạnh phúc. 12. Dành thời gian trò chuyện với fan. Trong một lần dạo chơi ở Paris, một fan đã chia sẻ khoảnh khắc vô tình gặp được tổng tài Lisa. Không hề ngần ngại hay tạo ra khoảng cách nào, nàng mắt này đã nói chuyện thoải mái với bạn Blink giống như hai người bạn thực sự. Nữ thần tượng còn khiến người hâm mộ phải bật cười với những cử chỉ đạm chất nhây đặc trưng của mình nữa. Trong suốt cuộc trò chuyện giữa hai người, điều khiến các fan cảm động nhất là cách nữ rapper luôn quan tâm đến từng lời của bạn Blink nói và đáp lại với vẻ chân thành. Tới cuối, cả hai đã chia sẻ một cái ôm thật chặt và cùng tạo dáng cho một kiểu ảnh để đời nữa. Có lẽ đây sẽ là một ký ức mà bạn fan đó không thể quên được. Với những thành công và sự hâm mộ giành được từ người yêu âm nhạc trên toàn thế giới, cô nàng Lisa vẫn chưa bao giờ ngủ trên chiến thắng của mình, hay coi đó là một điều dĩ nhiên. Nữ thần tượng vẫn luôn giữ sự khiêm nhường từ những ngày đầu tiên và luôn trân trọng tất cả các thành viên, các Blink và những người luôn đồng hành cùng cô nàng trên hành trình của mình. Đó cũng chính là điều làm nên sức hút của giọng ca Money, giúp cho cô nàng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu quý hơn. Còn bạn nghĩ sao về những lần Lisa khiêm tốn và tốt bụng này? Hãy bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với nha. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký và ấn quả chuông thông báo mỗi khi N2T Kpop có tin tức mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!